Mùa tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Hà Nội dự kiến tuyển 3.300 sinh viên với 3 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm nay, trường dừng tuyển sinh 5 chương trình chất lượng cao, mở 5 chương trình tiên tiến, đồng thời mở mới vào tuyển sinh ngành công nghệ tài chính. 5% tổng chỉ tiêu sẽ được sử dụng cho hình thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. 45% được sử dụng cho hình thức xét tuyển kết hợp và phần lớn nhất là 50% được sử dụng cho phương thức xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Năm nay thì trường không tiếp tục tuyển sinh hình thức đào tạo chất lượng cao như những năm trước đây, và vì thế cho nên là có những cái sự thay đổi nhất định đối với ngành và chương trình đào tạo. Theo chia sẻ của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, sinh viên tốt nghiệp các ngành ngôn ngữ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức với mức lương đáng mong ước. Kết quả khảo sát sinh viên sau một năm tốt nghiệp ở trường cho thấy rằng là những sinh viên tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ thường có tỷ lệ việc làm đúng ngành nghề rất là cao, thu nhập cũng cao hơn mặt bằng chung của xã hội, và bản thân những sinh viên tốt nghiệp ngành ngoại ngữ thì có những cái sự năng động nhất định, cho nên có thể công tác làm việc trên nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, có sử dụng ngoại ngữ như là một công cụ trong công việc của mình. Năm ngoái, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Hà Nội dao động từ 24,2 đến 36,15 điểm với thang điểm 40, cao nhất là ngành ngôn ngữ Hàn Quốc.